Blogger Nguyễn Chính Thức tái xuất màn ảnh rộng sau loạt biến cố trong quá khứ, tiết lộ từng gặp vấn đề về tâm lý phải sang nước ngoài sống. Well, if I said I've never been in a serious relationship before, would you believe me? Rocker Nguyễn là cái tên khá quen thuộc với khán giả Việt với vẻ ngoài nam thần điển trai và trở nên quen thuộc khi xuất hiện trên màn ảnh khá thường xuyên kể từ năm 2016. Nàng nghệ sĩ trẻ được biết đến với nhiều vai trò khác nhau từ MC, người mẫu, ca sĩ đến diễn viên. Anh chàng này còn đặc biệt gây chú ý bởi gương mặt thư sinh, đậm chất điện ảnh và là một trong số hiếm những nghệ sĩ trẻ trong showbiz Việt có trình độ học vấn cao. Rocker Nguyễn từng là du học sinh Việt Nam học tập tại trường đại học Monash, Úc, chuyên ngành truyền thông và nghiên cứu điện ảnh. Anh trưởng thành từ việc tham gia một số cuộc thi phong trào thời trung học và luôn ấp ủ việc trở về Việt Nam để thử sức mình với ngành công nghiệp giải trí trong nước. Một số tác phẩm nổi bật mà anh chàng từng tham gia như Khi tôi là tôi, Sắc đẹp ngàn cân, Ly Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả và trở thành gương mặt tiềm năng của màn ảnh Việt. Vào năm 2018, Rocker Nguyễn lập hàng loạt ồn ào về đời tư, anh chàng bất ngờ rút khỏi showbiz Việt và sang nước ngoài định cư. Được biết ở thời điểm đó, nam diễn viên sinh năm 1993 thậm chí còn gặp nhiều vấn đề tâm lý khiến thân hình gầy rộc, đen nhẻm và giảm hơn 10 kg. Điều này khiến khán giả vô cùng lo lắng về tình trạng sức khỏe của anh chàng lúc bấy giờ. Vào khoảng đầu năm 2022, Rocker Nguyễn trở về Việt Nam và hoạt động nghệ thuật trở lại, trải qua nhiều biến cố. Anh chàng đã biết cách cân bằng cuộc sống và luôn truyền tải nguồn năng lượng tích cực đến với công chúng. Rocker Nguyễn trở lại với ngoại hình lịch lãm, điển trai và thu hút như ngày nào. Khi tham gia một chương trình truyền hình, Rocker Nguyễn đã chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn mà bản thân phải trải qua. Khi ra mắt với vai trò nghệ sĩ, thành công đến bất chợt ở tuổi 23 đã khiến anh nhận ra sự nổi tiếng có hai mặt và anh đã bị cứu bởi chính sự thành công đó. Chính bản thân Rocker khi mới dấn thân vào con đường nghệ thuật cũng bị chế với vì đánh mất bản sắc của chính mình để chạy theo thị hiếu, sở thích của đám đông. Rocker Nguyễn chia sẻ chính những khủng hoảng đó đã có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của anh. Nam diễn viên nghĩ việc từ tốn hồi phục và chữa lành cho chính mình là rất quan trọng, trở nên vui vẻ, làm những gì bản thân thấy hạnh phúc và tiếp cận với những nguồn năng lượng, con người tích cực đã giúp anh đi qua biến cố. Nam diễn viên cũng nhấn mạnh, thay vì là chính mình, tôi đã để đám đông quyết định mình là ai. Rocker Nguyễn là nghệ sĩ, là ca sĩ, là người mà họ thích. Rất nhiều phiên bản của Rocker được tạo ra, nhưng tôi lại không hề vui vẻ và thậm chí trầm cảm về điều đó. Tôi bước vào khủng hoảng tuổi đôi mươi và luôn tự vấn xem bản thân mình là ai. Có lẽ chính vì tìm ra được vấn đề của chính bản thân mình nên nam diễn viên vẫn rất tận hưởng quá trình hồi phục. Rocker Nguyễn tham gia vào nhiều chương trình truyền hình như Người ấy là ai, Hành trình kỳ thú sau khi trở về Việt Nam. Rocker Nguyễn vừa tái xuất màn ảnh cùng với dàn diễn viên trẻ ấn tượng như Isaac, Emma Lê, Lợi Trần, La Thành và Ngọc Hồ trong bộ phim Giao lộ 8675 trong một thời gian dài vắng bóng. Đoạn teaser phim Giao lộ 8675 mở đầu bằng hình ảnh của ba nam chính, Rocker Nguyễn, Isaac và Lợi Trần. Điểm chung của ba anh chàng này dường như là cùng gặp một vấn đề nào đó trong cuộc sống và ngẫu hứng bước vào những chuyến đi. Tuy nhiên, với cách gợi mở tình huống, phim cũng khiến người xem liên tưởng đến một cuộc rượt đuổi thú vị giữa các nhân vật. Với ngoại hình siêu điển trai, lại kết hợp diễn xuất với nhiều mỹ nhân, nam thần khác, chắc chắn sự tái xuất của Rocker Nguyễn trong Giao lộ 8675 sẽ mang đến những bất ngờ thú vị cho khán giả qua màn ảnh rộng.